Vệ quốc quân xin được chào các bạn. Ngay sau thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, thì ngay ngày hôm sau, tức là ngày 8 tháng 5 năm 1954, các vấn đề về Đông Dương đã bắt đầu được đưa ra bản luận tại hội nghị Geneva, Thụy Sĩ. Tại đây, các bên đã thống nhất với nội dung như sau. Thứ nhất là ngừng bắn và trao trả tù binh. Thứ hai, giới tuyến quân sự tạm thời là sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 thuộc tỉnh Quảng Trị, chia Việt Nam thành hai vùng tập kết. Trong đó, quân đội nhân dân Việt Nam tập trung về phía Bắc, quân đội Liên Hiệp Pháp bao gồm cả quân đội quốc gia Việt Nam tập trung về phía Nam. Thứ ba, tập kết dân sự theo nguyên tắc tự nguyện. Thứ tư, các nước phải tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không đặt căn cứ quân sự và không can thiệp vào nội bộ ba nước Đông Dương. Thành lập Ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến Đông Dương gồm Ấn Độ, Ba Lan và Canada với Ấn Độ làm chủ tịch. Thứ năm, tình trạng chia cắt này chỉ là tạm thời. Cuộc tổng tuyển cử để thống nhất Việt Nam sẽ được tổ chức sau đó 2 năm, dự kiến sẽ vào tháng 7 năm 1956. Cũng theo kế hoạch, quân Pháp sẽ rút dần sau 2 năm và Việt Nam sẽ tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Mặc dù Hiệp định Geneva đã được Liên Hiệp Quốc thông qua và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 1954, thế nhưng lúc này, phái đoàn Mỹ tại cuộc họp đã từ chối ký hiệp định và tuyên bố không bị ràng buộc vào những quy định ấy. Một nguồn tin từ CIA sau đó báo về cho chính phủ Mỹ thì ước chừng khoảng 80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh nếu cuộc tổng tuyển cử được thi hành. Không ai có thể thắng cử trước Hồ Chí Minh, kể cả Bảo Đại, vì ông là một George Washington của Việt Nam. Trước lo sợ phong trào cộng sản quốc tế sẽ từ Việt Nam lan rộng xuống Đông Nam Á, chính quyền Mỹ đã lập tức hậu thuẫn cho Ngô Đình Diệm thành lập một chính thể riêng biệt ở phía Nam, vĩ tuyến 17, lấy thủ đô là Sài Gòn, đổi tên quốc gia Việt Nam thành Việt Nam Cộng Hòa, và ủng hộ việc không thực hiện cuộc tuyển cử hai miền nhằm thống nhất Việt Nam. Theo các chính trị gia người Pháp, thì Hoa Kỳ chỉ đơn giản là muốn có một chính phủ chống cộng tồn tại ở miền Nam Việt Nam. Trước đó có quân Pháp, nhưng kể từ khi Pháp lên kế hoạch rút quân, người Mỹ đã phải xoay trục sang quốc gia Việt Nam, một chế độ do Pháp và Bảo Đại dựng nên tại miền Nam và nằm trong Liên Hiệp Pháp. Do lúc này cũng chỉ còn 2 năm nữa là diễn ra cuộc tổng tuyển cử, thế nên các lực lượng miền Nam Việt Nam đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc xây dựng quân đội và chuẩn bị cho cuộc chiến với phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngay trong năm 1954, đội bán quân sự của Mỹ do tướng Edward đã huấn luyện các lực lượng vũ trang của quốc gia Việt Nam, bí mật đưa một lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự vào Việt Nam, giúp đỡ phát triển các kế hoạch bình định Việt Minh và các vùng chống đối. Ngày 13 tháng 12 năm 1954, Mỹ và Pháp ký kết văn kiện cho phép các cố vấn quân sự Mỹ thay thế dần cho sĩ quan Pháp tham gia huấn luyện quân đội quốc gia Việt Nam ở miền Nam Việt Nam. Tháng 1 năm 1955, Mỹ chính thức viện trợ quân sự trực tiếp cho quốc gia Việt Nam. Chỉ tính trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1956, Mỹ đã bỏ ra 414 triệu đô la Mỹ giúp trang bị cho các lực lượng thường trực quốc gia Việt Nam, gồm 170.000 quân và lực lượng cảnh sát 75.000 quân trên 80% ngân sách quân sự của quốc gia Việt Nam khi đó là do Mỹ viện trợ. Từ năm 1955 đến năm 1960, có tất cả 800 chuyến tàu chở vũ khí và phương tiện quân sự của Mỹ vào miền Nam Việt Nam. Số viện trợ này giúp quốc gia Việt Nam đủ sức duy trì bộ máy hành chính và quân đội khi không còn viện trợ của Pháp. Quân đội quốc gia Việt Nam dần thay thế chiến thuật và vũ khí của Pháp bằng của Mỹ. Ngày 26 tháng 10 năm 1955, quốc gia Việt Nam được đổi tên thành Việt Nam Cộng Hòa, với người đứng đầu là Tổng thống đầu tiên Ngô Đình Diệm. Tổng thống Ngô Đình Diệm là một người không hợp tác gì trong quá khứ với Việt Minh. Do đó, người Mỹ tin rằng miền Nam Việt Nam sẽ chống cộng mạnh mẽ. Phía Mỹ cũng kêu gọi Pháp hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, do phía Pháp không có thiện cảm với Ngô Đình Diệm nên không muốn hỗ trợ. Vì vậy, Mỹ quyết định tiến hành kế hoạch một mình mà không có Pháp. Để tăng cường sức mạnh chống lại miền Bắc Việt Nam, phía Mỹ còn đã ký kết hiệp ước CITO với một số nước tại Đông Nam Á, thành lập nên một pháo đài chống cộng tại miền Nam Việt Nam. Hiệp ước này ngay lập tức bị phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phản đối. Họ cho rằng nó vi phạm Hiệp định Geneva, can thiệp vào nội bộ các nước Đông Dương. Không chỉ về quân sự, chính phủ Mỹ còn đã viện trợ rất mạnh tay cho Việt Nam Cộng Hòa để thực hiện những chương trình cải cách, phát triển xã hội trên nhiều lĩnh vực như xóa mù chữ, tái định cư, cải cách điền địa, phát triển nông thôn, xây dựng cơ sở tầng, phát triển công nghiệp, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống luật pháp. Việt Nam Cộng Hòa qua đó cũng đã đạt được một số thành quả quan trọng như nền kinh tế phục hồi và phát triển, hệ thống y tế giáo dục các cấp được xây dựng, văn hóa, đời sống dân chúng ở thành thị được cải thiện. Đặc biệt, trong các chiến dịch cải cách điền địa,
nhờ nguồn tiền viện trợ khổng lồ từ Mỹ, Ngô Đình Diệm cũng đã tránh phải dùng đến các biện pháp cưỡng chế, tịch thu. Thay vào đó, ông chỉ thị cho quan chức địa phương trả tiền mua số đất vượt quá hạn mức mà mỗi địa chủ được sở hữu theo quy định. Sau đó, dùng số ruộng đất thu được chia ra bán cho các nông dân chưa có ruộng. Nông dân được vay tiền để mua, canh tác và không phải trả lãi trong 6 năm. Tuy vậy, đường lối cải cách điền địa mà Ngô Đình Diệm đề ra lại bị nông dân miền Nam phản đối dữ dội. Do đối với những người nông dân trước đây được Việt Minh cấp đất thì này họ lại bị chính quyền miền Nam yêu cầu phải trả lại cho địa chủ, rồi sau đó mới tiến hành mua bán theo đúng quy định. Mức tối thuế tối đa là 25% sản lượng, nhưng trong thực tế người dân nghèo phải nộp tới 40%. Việc này tạo ra sự bất bình ở nông thôn, điều mà người dân ở các thành phố lớn hầu như không biết tới. Do còn ám ảnh nạn đói từ thời thuộc địa nên những chính sách của chính quyền khiến đa số dân nghèo cảm thấy quân đội Ngô Đình Diệm tàn nhẫn không khác gì quân đội Pháp. Kết quả là mặc dù tại các thành phố lớn, cuộc sống cảm giác có vẻ yên bình nhờ điều kiện vật chất đầy đủ, nhưng tại vùng nông thôn có tới 75% người dân ủng hộ quân giải phóng, 20% trung lập, trong khi chỉ có 5% ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệm. Đây là một thất bại rất lớn với chính quyền vì dân số tại nông thôn khi đó vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Tận dụng kẽ hở này, hệ thống tổ chức bí mật của Việt Minh đã thâm nhập, tuyên truyền, tổ chức những cuộc biểu tình chính trị gây sức ép lên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Để đáp trả, chính quyền Ngô Đình Diệm thời điểm này mở một chiến dịch tố cộng, diệt cộng, càn quét khắp miền Nam. Hàng chục vạn người dân thường sau đó đã bị bắt giữ vì tình nghi có liên quan tới Việt Minh. Hàng ngàn làng mạc đã bị đốt phá, gây ra sự căm phẫn cho rất nhiều người dân miền Nam, đặc biệt là tại khu vực nông thôn. Việc lắng nghe tiếng nói của người dân dường như là không thể dưới thời Ngô Đình Diệm, vì vị tổng thống này là một người được phương Tây đánh giá là độc tài. Bằng chứng là Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa năm 1956 do chính Tổng thống Ngô Đình Diệm tham gia soạn thảo đã trao cho ông quyền lực rất lớn, có thể toàn quyền khống chế bộ máy nhà nước. Trong đó, Ngô Đình Diệm có đầy đủ quyền lực để triệt tiêu các đạo luật mà ông không vừa ý, cũng như dễ dàng ban hành các đạo luật có lợi cho mình. Điều này tưởng chừng giúp củng cố bộ máy, thế nhưng nó lại tạo ra những mầm mống gây chia rẽ sâu sắc ngay trong nội bộ chính phủ. Sự chia rẽ nội bộ bị tích tụ âm ỉ và dần tạo nên nguy cơ bùng phát thành đảo chính. Có những giai đoạn, Tổng thống Ngô Đình Diệm lo lắng về đảo chính còn nhiều hơn về những người cộng sản. Theo các báo cáo của Hoa Kỳ, cứ khoảng 10 đô la họ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, có tới gần 8 đô được chính phủ dùng cho nội an, chứ không dùng cho công tác cải cách ruộng đất hay các hoạt động chiến đấu chống lại du kích cộng sản. Để chấn áp người dân có tư tưởng ủng hộ cộng sản, Ngô Đình Diệm còn đã dùng tới những biện pháp cứng rắn nhất. Ví dụ ngày 16 tháng 8 năm 1954, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã nổ súng chấn áp đoàn biểu tình ở thị xã Gò Công, bắn tử vong 8 người và 162 người bị thương. Để tăng tính uy hiếp, quân đội miền Nam còn hành quyết nạn nhân công khai trước mắt dân chúng để cảnh cáo. Các báo cáo phương Tây cho biết, chỉ tính riêng từ năm 1957 tới năm 1959 đã có hơn 2.000 người bị hành quyết vì bị nghi là cộng sản. Nếu xét trong cả khoảng thời gian từ năm 1955 đến năm 1960, theo số liệu của Việt Nam Cộng Hòa, đã có 48.250 người bị bắt giam. Tuy nhiên, theo cơ quan tình báo CIA Mỹ, con số lớn hơn rất nhiều. Có tới gần 80.000 người bị hành quyết hoặc ám sát, 275.000 người bị bắt giam và khoảng 500.000 người bị đưa vào các trại tập trung. Điều này làm biến dạng mô hình xã hội, suy giảm niềm tin của dân chúng và Tổng thống, làm khơi dậy lòng kháng chiến, khiến họ thành lập các tổ chức ẩn nấp trong các khu rừng, thành lập các chiến khu bí mật chống lại chính quyền miền Nam. Theo nguồn tin phương Tây, thì từ cuối năm 1955, những hoạt động vũ trang của Việt Minh đã gia tăng về quy mô và lan rộng khắp miền Nam. Đến cuối năm 1959, tình hình miền Nam đã bước vào giai đoạn bất ổn, khi các lực lượng Việt Minh ở miền Nam đã phát động chiến tranh du kích khắp nơi với quy mô trung đội hoặc đại đội, nhưng lấy phiên hiệu đến cấp tiểu đoàn. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi chính quyền Ngô Đình Diệm cho xây dựng các ấp chiến lược, mạnh tay đàn áp nhằm ngăn chặn sự tiếp tế của người dân cho đối phương. Giáo sư sử học Randy Roberts nhận định, chương trình ấp chiến lược thực chất đã lùa nông dân Việt Nam ra khỏi làng quê tổ tiên của họ, nhốt họ trong những khu đất rào quanh chắc chắn giống như một nhà tù hơn là các cộng đồng thực sự. Chính sách này tỏ ra phản tác dụng do bị cưỡng ép nên phần lớn nông dân trong ấp chiến lược cảm thấy bất bình. Nhiều người vì vậy mà càng có lý do thay đổi tư tưởng, quay sang ủng hộ lực lượng cách mạng. Không chỉ có mâu thuẫn với nông dân mà đối với các giáo dân, tức là về mặt tôn giáo, chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng thể hiện rất rõ sự thiên vị Công giáo trên phương diện pháp lý, tinh thần,
cũng như trong các lĩnh vực hành chính, xã hội và kinh tế. Vì vậy, lẽ dĩ nhiên là Ngô Đình Diệm được người dân Công giáo ủng hộ mạnh. Tuy nhiên, nếu xét về phương diện điều hành của một tổng thống, giới phân tích đánh giá đây là một sai lầm. Đáng lẽ, chính phủ cần thể hiện được sự công bằng, tôn trọng mọi tôn giáo, tín ngưỡng mới có thể tập hợp đông đảo sự ủng hộ từ dân chúng. Vấn đề thiên vị khiến đa số các tôn giáo khác tỏ ra bất bình, nguy cơ cao khởi tạo những mầm mống bạo loạn về sau. Mặc dù vấp phải những vấn đề lớn trong cách trị an dân chúng, thế nhưng chính quyền Việt Nam vẫn thu hút được một lượng lớn thanh niên tham gia nhập ngũ. Đó chủ yếu là nhờ vào những khoản viện trợ của Mỹ. Khoản tiền viện trợ không chỉ đảm bảo cho quân nhân trong quân đội mà còn đảm bảo cho cả gia đình họ có đời sống vật chất khá đàng hoàng. Ngoài ra, nó khiến họ tin tưởng vì được nước Mỹ siêu cường hỗ trợ. Một năm trước cuộc tổng tuyển cử toàn quốc diễn ra, mà cụ thể là vào ngày 4 tháng 2 năm 1955, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ra bản tuyên bố việc lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền, tạo điều kiện nhân dân hai miền thắt chặt quan hệ kinh tế. Tuy nhiên đáp lại, vào năm 1958, chính quyền Sài Gòn tuyên bố cự tuyệt hoàn toàn đề nghị này. Trước tình hình chính trị trở nên xấu đi vì đường lối cứng rắn của Việt Nam Cộng Hòa, cộng thêm việc chính quyền miền Bắc vốn không công nhận tính hợp pháp của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế nên, vào tháng 9 năm 1960, sau khi đấu tranh chính trị hòa bình để thống nhất đất nước theo tinh thần của bản tuyên bố cuối cùng tại hội nghị Geneva không có kết quả, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chính thức ủng hộ các hoạt động đấu tranh vũ trang và chính trị của lực lượng Việt Minh miền Nam. Đến thời điểm này, sự căng thẳng của lực lượng Việt Minh ở miền Nam đã lên đến mức mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải ủng hộ đấu tranh vũ trang ở phía Nam vĩ tuyến 17. Hội nghị Trung ương Đảng Lao động lần thứ 15 vào tháng 1 năm 1959 quyết định phải qua con đường đấu tranh cách mạng bằng bạo lực, mà cụ thể là dựa vào lực lượng chính trị của quân chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ và tập đoàn quân sự tay sai của Mỹ. Như vậy, trong giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1960, ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tình hình Việt Nam đã tiếp tục diễn ra một biến động lớn, mở ra một giai đoạn mới của chiến tranh Việt Nam. Trong đó, các nỗ lực đàm phán chính trị nhằm thống nhất Việt Nam đã không có kết quả. Và từ nay, đấu tranh vũ trang giữa hai miền sẽ là phương hướng chủ yếu. Tại miền Bắc, để chuẩn bị nguồn lực kháng chiến, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng đã tái tổ chức lại xã hội, bao gồm cả lực lượng vũ trang theo mô hình như Liên Xô, Trung Quốc lúc bấy giờ, đồng thời kết hợp thêm các nguyên tắc thời chiến. Về nông nghiệp, ngay từ năm 1953, chính quyền miền Bắc tổ chức các chiến dịch cải cách ruộng đất để thực hiện mục tiêu xóa bỏ giai cấp địa chủ, người cày có ruộng, nhờ đó giúp thúc đẩy nền sản xuất và được đại đa số nhân dân lao động rất ủng hộ. Qua cải cách, trên 810.000 hecta ruộng đất thuộc sở hữu của chính quyền và địa chủ cũ đã bị tịch thu hoặc mua lại để chia cho hơn 2.220.000 hộ dân nghèo ở nông thôn, bao gồm trên 9 triệu nhân khẩu. Tổng số 72,8% hộ nông thôn miền Bắc được chia ruộng đất. Đến tháng 4 năm 1953, số ruộng đất được chia cho nông dân đạt được hơn 67% tổng số ruộng đất mà địa chủ chiếm hữu năm 1945. Tuy nhiên, cuộc cải cách cũng đã phạm phải một số sai lầm không nhỏ. Trong 3.563 xã thuộc 22 tỉnh và những vùng nông thôn ở miền Bắc đã triển khai, các đội cải cách ruộng đất chỉ ra hơn 47.800 địa chủ, chiếm 2,25% tổng số nhân khẩu ở nông thôn. Trong số địa chủ đó đã chỉ ra 6.220 đối tượng là cường hào, gian ác, chiếm 13% tổng số địa chủ. Một số không ít các địa chủ đã bị tuyên án tử hình. Theo báo cáo phương Tây, có khoảng từ 800 đến hơn 2.000 người bị tử hình, hơn 1.000 người khác bị giam giữ. Con số này không được thống kê chính xác nên vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên sai lầm ở chỗ, do tiến hành vội vã, nhiều địa chủ bị kết oán on sai, bị ghép tội một cách vô lý. Rất may là từ năm 1956, vấn đề đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu nhìn nhận lại một cách nghiêm khắc, tiến hành chiến dịch sửa sai. Các địa chủ bị kết án oan được trả tự do, minh oan, trở lại danh dự, trở về với cuộc sống bình thường. Thế nhưng, vẫn thật xót xa đối với những người đã bị kết án tử hình chóng vánh. Họ thậm chí từng công hiến không ít cho cuộc kháng chiến chống Pháp, nhưng lại bị những phần tử cố tình đầu tô xấu, gán tội để phục vụ những mưu đồ cá nhân. Chính những sai lầm của cải cách ruộng đất này đã tạo điều kiện cho các thế lực ngoại bang kích động gây rối loạn trị an xã hội. Báo cáo của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho biết, từ đầu năm 1955, lực lượng tình báo nước ngoài đã kích động một bộ phận văn nghệ sĩ tạo nên phong trào nhân văn giai phẩm. Ban đầu, phong trào chỉ phê phán những sai lầm, nhưng về sau dần phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kích động nhân dân xuống đường biểu tình.
phải đến cuối năm 1956, sau các diễn biến phức tạp trên thế giới, chính quyền quyết định yêu cầu chấm dứt phong trào nhân văn giai phẩm để tránh bạo động. Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố, thời kỳ khôi phục kinh tế đã kết thúc và mở đầu thời kỳ phát triển kinh tế một cách có hiệu quả. Theo đó, tháng 11 năm 1958, chính quyền tiếp tục đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa trong 3 năm từ năm 1958 đến năm 1960, tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp và cải tạo tư bản tư doanh. Đến cuối năm 1960, miền Bắc có 84,8% số hộ nông dân đã gia nhập hợp tác xã nông nghiệp. Các hợp tác xã ngư nghiệp và hợp tác xã nghề muối cũng liên tục được thành lập. Ở thành thị, 100% cơ sở công nghiệp tư bản tư doanh thuộc diện cải tạo đã được tổ chức thành xí nghiệp công tư hợp doanh. Hơn 90% tổng số thợ thủ công, 60% tổng số người buôn bán nhỏ tham gia hợp tác xã và trên 10.000 người đã chuyển sang lĩnh vực sản xuất. Về tình hình xã hội miền Bắc lúc này, do cần tập trung cho chiến sự chắc chắn sẽ nổ ra. Vì vậy, hầu hết người dân đều theo phương châm, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài. Gần như cả xã hội miền Bắc hoạt động vì mục tiêu chung là hậu phương cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Việc hiện đại hóa quân đội cũng được tiến hành, tuy nhiên tiến độ chậm và không đồng bộ. Nhiều sư đoàn được thành lập thêm nhưng vẫn mang tính bộ binh đơn thuần, hỏa lực hạng nặng thiếu và chắp vá, chưa có các quân binh chủng kỹ thuật cao như không quân. Nhiều binh chủng khác đang sơ khai như radar, hải quân, tăng thiết giáp, phương tiện vận tải, thông tin liên lạc còn yếu kém. Nguyên nhân là do nền công nghiệp của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đó gần như đi lên từ con số 0, trong khi nguồn viện trợ từ Liên Xô, Trung Quốc có phần hạn chế trong giai đoạn này. Tuy nhiên, một điểm đáng nói là vào cuối năm 1959, miền Bắc đã bí mật cho tiến hành thăm dò, phát triển tuyến đường tiếp vận chiến lược đường Trường Sơn, còn được gọi là đường mòn Hồ Chí Minh. Mặc dù lúc đó, tuyến đường này vẫn chỉ là các lối mòn trong rừng, thế nhưng nó được lên kế hoạch để trở thành một tuyến vận tải chiến lược, đảm bảo nhu cầu chiến tranh mở rộng tại miền Nam sau này. Có thể thấy rằng, quá trình chuẩn bị của cả hai miền Nam Bắc đều rất quyết liệt và nó đang báo hiệu một cuộc chiến tàn khốc sắp tới. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn và quý vị tiếp tục đón xem trong tập tiếp theo. Xin được chào các bạn. Sau những chính sách cải cách không được lòng dân chúng, thì từ năm 1960 trở đi, tại miền Nam Việt Nam, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm đã phải chứng kiến sự nổi dậy chưa từng có của các lực lượng vũ trang, phong trào chính trị. Theo đó, người dân mà chủ yếu ở các vùng nông thôn đã cùng với quân giải phóng ở chiến trường miền Nam phát động liên tiếp các đợt tiến công quy mô lớn, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang mà cao điểm là phong trào Đồng Khởi. Đỉnh cao của phong trào là giai đoạn cuối năm 1960. Khi đó, một phần đáng kể của nông thôn miền Nam đã thành vùng do mặt trận giải phóng kiểm soát. Trong 2.627 xã toàn miền Nam, thì quân giải phóng lúc này đã kiểm soát và lập chính quyền tự quản tại 1.383 xã. Xung đột dữ dội và ngày càng leo thang khiến chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thời Tổng thống Ngô Đình Diệm gần như bất lực trong việc lập lại trật tự. Cũng trong năm 1960, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại miền Bắc đã công khai hậu thuẫn những người cộng sản miền Nam và bắt đầu đem quân thâm nhập miền Nam. Nhân đà thắng lợi, ngày 20 tháng 12 năm 1960, những người cộng sản và các xu hướng chính trị khác tại miền Nam đã thành lập nên Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, gồm nhiều đại diện các thành phần tôn giáo, tầng lớp xã hội, dân tộc khác nhau do những người cộng sản lãnh đạo. Đứng trước tình hình sắp rơi vào hỗn loạn, tướng Maxwell Taylor lập tức được phái sang Việt Nam để hỗ trợ gấp cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Tại đây, kế hoạch Stanley-Taylor hay chiến tranh đặc biệt đã được đem ra sử dụng. Theo đó, phía Mỹ sẽ dùng vũ lực chấn áp các vùng giải phóng. Lực lượng tham chiến sẽ là lấy từ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được trang bị bằng vũ khí tối tân do Mỹ cung cấp trước đó và tất cả phải thực hiện theo các kế hoạch quân sự do Cố vấn Mỹ hoạch định. Chính phủ Mỹ sau đó còn tăng thêm nguồn viện trợ kinh phí cho chính phủ Ngô Đình Diệm nhằm tăng quân số và tiêu dùng cho các chi phí quân sự. Rất nhanh, với khả năng cơ động cao, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã giành được những thắng lợi nhất định và bình định được nhiều vùng giải phóng. Qua đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn đã đẩy mạnh được chính sách ấp chiến lược nhằm cách đi quân giải phóng với dân chúng. Trước tình hình đó, quân tình nguyện miền Bắc đã hành quân vào Nam theo đường mòn Trường Sơn để tăng cường cho quân giải phóng tại đây. Tuy nhiên, trong thời kỳ những năm đầu thập niên năm 1960, hỗ trợ về mặt quân sự từ miền Bắc chưa nhiều. Các đơn vị tình nguyện từ miền Bắc vào
cũng chủ yếu phải đứng chân vào ngoài để xây dựng các căn cứ quân sự phục vụ chiến đấu lâu dài. Một phần nguyên nhân cũng là do nguồn viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn rất thiếu thốn, đặc biệt là Liên Xô lúc này vẫn e ngại sự quá căng thẳng với Mỹ và chỉ viện trợ cho miền Bắc ở mức đủ để xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa, thay vì đáp ứng ý nguyện thống nhất hai miền Nam Bắc mà phía Việt Nam đề ra. Tuy nhiên, những người cộng sản miền Nam vẫn không vì vậy mà nguôi ngoai. Sau gần 2 năm hứng chịu chiến tranh đặc biệt với những tổn thất không hề nhỏ, thì cuối cùng quân giải phóng miền Nam đã đúc kết được kinh nghiệm đối phó với chiến thuật trực thăng vận và thiết xa vận của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Điều này đã tạo ra một trong những thắng lợi đầu tiên của quân giải phóng với trận ấp Bắc vào ngày 2 tháng 1 năm 1963 tại tỉnh Tiền Giang, khi mà lực lượng Việt Nam Cộng Hòa bị thiệt hại nhiều hơn so với lực lượng của những người cộng sản. Trong trận chiến đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa huy động một lực lượng gồm khoảng 1.800 quân thuộc Sư đoàn 7, một trung đoàn thiết giáp với 13 xe thiết giáp M113, 8 máy bay ném bom, 20 trực thăng vũ trang, 11 máy bay vận tải, 13 tàu xuồng các loại và một tiểu đoàn pháo binh. Tất cả lực lượng này đều do cố vấn Mỹ chỉ huy. Về phía quân giải phóng miền Nam, họ có 2 đại đội bộ binh với hơn 300 người và khoảng 30 du kích ấp Bắc. Hầu hết quân số chỉ trang bị súng trường và lựu đạn. Vũ khí cơ lớn duy nhất là một khẩu súng cối 60mm làm hỏa lực chi viện. Quân giải phóng áp dụng nguyên tắc ẩn nấp để thực hiện phục kích. Theo đó, họ chờ trực thăng tới gần rồi khai hỏa ồ ạt từ dưới mặt đất lên. Trưa ngày 2 tháng 1 năm 1963, quân giải phóng loại khỏi vòng chiến 5 chiếc máy bay trực thăng. Những toán quân của Sư đoàn 7 Việt Nam Cộng Hòa tiến trước đã không kịp quay lại để cứu các tổ lái trực thăng. Đến 13 giờ, những chiếc thiết giáp M113 bắt đầu tham chiến. Quân giải phóng không có vũ khí chống tăng nên gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên sau đó, họ cũng tìm ra chiến thuật bắn tập trung vào hai điểm yếu của xe thiết giáp. Đó là vị trí người bắn súng máy trên nóc xe hoặc bắn thẳng vào vị trí lái xe qua khe ngắm. Những người quả cảm nhất sẽ tìm cách tiếp cận ném lựu đạn lên nóc xe. Mỗi tiểu đội phải chọn chiếc xe gần nhất để bắn tập trung, không để hỏa lực bị phân tán. Sau một ngày chiến đấu, dù với 5 đợt tấn công bằng những phương pháp tác chiến hiện đại nhất lúc bấy giờ như thiết xa vận và trực thăng vận từ nhiều hướng, nhưng quân đội Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên đã bị đối phương đẩy lùi. Kết quả trong trận này, Việt Nam Cộng Hòa có hơn 86 binh sĩ tử trận, 108 người bị thương, 5 trực thăng và 3 xe thiết giáp bị phá hủy. Về phía Mỹ, có 3 cố vấn thiệt mạng, 16 phi công và cố vấn khác bị thương. Đối với quân giải phóng miền Nam, họ bị tổn thất 18 người, 39 người khác bị thương. Sau khi tiêu diệt được khá nhiều lực lượng đối phương nhờ lối đánh phục kích, quân giải phóng nhanh chóng rút lui vào các cánh rừng hướng về phía căn cứ Đồng Tháp 10. Không chỉ thực hiện những cuộc phiêu lưu về quân sự, những người cộng sản miền Nam còn tổ chức đánh phá vào các cơ quan hành chính của Việt Nam Cộng Hòa. Tính đến năm 1963, lực lượng du kích đã ám sát 6.700 người, thực hiện 18.200 vụ bắt cóc, khiến quân đội Việt Nam Cộng Hòa trở nên yếu thế, buộc phải lui về phòng thủ gần các thành phố lớn. Đến ngày 8 tháng 5 năm 1963, một sự kiện lớn đã xảy ra tại miền Nam, đó là sự kiện Phật Đản tại Huế, làm chấn động trên toàn thế giới, tạo ra phong trào phản đối sự kỳ thị tôn giáo của chính phủ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngay lập tức, chính phủ Ngô Đình Diệm đã có những cố gắng xoa dịu sự bất mãn, giải quyết những nguyện vọng của Phật giáo, nhưng vẫn không thể ổn định nổi tình hình trước quyết tâm đấu tranh cao độ của các lãnh đạo Phật giáo. Phật giáo không hề tin tưởng vào thiện chí của chính quyền. Mỗi hành động của chính quyền đều bị lãnh đạo Phật giáo xem là một âm mưu chống lại tôn giáo của họ. Chính vì thế, hai bên không tìm được tiếng nói chung để giải quyết cuộc khủng hoảng. Phong trào này sau đó kéo theo làn sóng phản đối chính quyền và nhanh chóng lan vào Sài Gòn và rộng ra khắp miền Nam. Với đầy đủ các thành phần, ngay cả một số đông công chức, binh sĩ cũng tích cực tham gia đấu tranh. Báo cáo từ cả 4 quân khu trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa gửi về đều nhấn mạnh đến tình trạng suy sụp tinh thần quân nhân các cấp. Họ thậm chí trực tiếp ủng hộ phong trào đấu tranh của Phật giáo. Cuộc khủng hoảng này khiến chính phủ Ngô Đình Diệm mất hết uy tín trong và ngoài nước, không còn được chấp nhận trong con mắt của nhiều tầng lớp xã hội miền Nam Việt Nam. Đáng sợ nhất chính là đánh mất luôn cả sự ủng hộ của đồng minh Hoa Kỳ. Theo Thomas Ahern, một cựu điệp viên CIA từng nhiều năm hoạt động tại chiến trường Việt Nam, thì bắt đầu từ tháng 10 năm 1960, CIA đã bắt đầu nhận thấy mầm mống nổi loạn chống Ngô Đình Diệm ở Sài Gòn ngày càng tăng. Ngày 3 tháng 10 năm 1963,
tướng Dương Văn Minh bí mật gặp một nhân viên CIA là Lucien Cunin. Tướng Minh nói ý định đảo chính và yêu cầu người Mỹ ủng hộ. Cuộc họp về vấn đề này đã được diễn ra vào ngày 29 tháng 10 năm 1963 giữa Tổng thống Mỹ với 15 cố vấn ngoại giao cao cấp và các chuyên gia an ninh hàng đầu. Tuy nhiên, không ai đưa ra được ý kiến thống nhất, thế nên họ quyết định để Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Cộng Hòa tùy cơ ứng biến. Điệp viên CIA Lucien Cunin thông báo lại rằng chính phủ Mỹ sẽ không cản trở cuộc đảo chính. Quân đội Mỹ cũng sẽ không bảo vệ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Một nhân viên CIA khác là Miller cũng được lệnh của trạm CIA tránh can dự, cố vấn cho phe đảo chính mà chỉ việc lặng lẽ theo dõi diễn biến rồi báo cáo về trạm. Và sự kiện tháng 8 năm 1963 đã tạo một thời cơ tốt cho phe đảo chính khi chính quyền Ngô Đình Diệm mất dần kiểm soát bởi sự giận dữ của quần chúng. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới sự chỉ huy của tướng Dương Văn Minh và Mỹ hậu thuẫn từ đằng sau đã đảo chính thành công, lật đổ hai anh em ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và hành quyết ông Ngô Đình Cẩn. Tuy nhiên, tình hình miền Nam khi ấy không những tốt lên mà còn trở nên xấu đi thấy rõ. Vì chỉ trong hơn một năm rưỡi sau cuộc đảo chính, từ tháng 11 năm 1963 đến tháng 6 năm 1965, 14 cuộc đảo chính khác liên tiếp xảy ra, khiến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Khủng hoảng này sau đó lan đến cả các thành phố lớn, khi người dân thuộc mọi giai cấp đều đấu tranh quyết liệt với nhiều hình thức đa dạng. Tiêu biểu như vào ngày 28 tháng 1 năm 1964, 20 vạn người dân Sài Gòn bao vây dinh Tổng thống đòi Nguyễn Khánh từ chức Thủ tướng, buộc Hoa Kỳ rút khỏi miền Nam Việt Nam. Ngày 21 tháng 9 năm 1964, hơn 10 vạn công nhân Sài Gòn tổ chức bãi công biểu tình tuần hành phản đối chế độ hiện tại ở Đà Nẵng. Từ ngày 21 tháng 8 năm 1964, 3 vạn tiểu thương và công nhân bãi chợ, bãi khóa tuần hành phản đối Nguyễn Khánh. Một số người còn chiếm được tòa thị chính trong ngày 25 tháng 8, làm rối loạn thành phố này trong 9 ngày tiếp đó. Ở cố đô Huế, giới học sinh, sinh viên cũng rầm rộ xuống đường biểu tình khoảng thời gian này. Có thể nói, sự kiện lật đổ Ngô Đình Diệm đã tạo thuận lợi rất lớn cho quân giải phóng miền Nam thắng thế tiến công trên toàn chiến trường. Đến tháng 12 năm 1964, chiến dịch Bình Giã tại tỉnh Bà Rịa đã diễn ra và làm thiệt hại các chiến đoàn thiết giáp cơ động và các đơn vị dự bị chiến lược của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Rất nhiều chiến thắng liên tiếp khác tại khắp các tỉnh miền Nam cũng nối tiếp sau đó. Tháng 6 năm 1965, trước các thất bại liên tiếp trên chiến trường và tình hình chính trị rối loạn của Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ Mỹ quyết định hủy bỏ kế hoạch chiến tranh đặc biệt và đưa quân đội Mỹ sang trực tiếp tham chiến để giữ miền Nam khỏi rơi vào tay lực lượng mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, trước khi chính thức tuyên bố tham chiến tại Việt Nam, quân đội Mỹ cũng đã tăng sự hiện diện một cách đáng kể. Vì trước đó, chính phủ Mỹ chủ trương sẽ không tham chiến, họ trông chờ vào việc giải quyết chiến tranh bằng giải pháp ngăn chặn được nguồn tiếp tế của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mỹ đe dọa nếu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không chấm dứt tiếp tế cho quân giải phóng miền Nam thì sẽ phải đối mặt với việc bị ném bom. Nhưng chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bất chấp sức ép của Mỹ và tiếp tục tiếp tế vào miền Nam. Thế nên, ngày 4 tháng 8 năm 1964, Quốc hội Mỹ đã ủy nhiệm cho chính phủ Mỹ tiến hành mọi hoạt động chiến tranh nếu thấy cần thiết mà không cần thông qua phê chuẩn từ Quốc hội Mỹ. Cũng bắt đầu từ tháng 8 năm 1964, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã phải đối phó với chiến tranh trên không rất ác liệt của không quân và hải quân Mỹ. Mỹ bắt đầu các cuộc ném bom miền Bắc và để duy trì việc ném bom, Mỹ phải đưa máy bay và lính không quân vào các sân bay tại miền Nam, lập các căn cứ tại đó. Điều này dẫn đến việc quân giải phóng tiến công các sân bay. Để bảo vệ các căn cứ trong sân bay, Mỹ gửi thêm thủy quân lục chiến, sau đó lại xuất hiện vấn đề phải phòng thủ từ xa, và cuối cùng là phải tìm diệt đối phương sâu trong các căn cứ của họ. Thế là quân Mỹ đã dần dần trực tiếp đánh thay cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và quân đội này dần dần chỉ còn là lực lượng thứ yếu, chủ yếu để giữ an ninh tại các vùng họ kiểm soát. Lúc này, việc Mỹ đưa một lời tuyên bố tham chiến chính thức tại Việt Nam chỉ còn đếm bằng ngày. Và đến thời điểm này, cách tiếp cận của Liên Xô cũng bắt đầu khác. Ngay trong năm 1965, tân Thủ tướng Liên Xô là Kosygin đã đến thăm Bắc Kinh, Hà Nội và Bình Nhưỡng nhằm mục đích hàn gắn quan hệ Xô-Trung, cùng mục đích công khai rất rõ ràng là ngăn chặn hoạt động quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Đặc biệt trong chuyến thăm Hà Nội, tháp tùng Kosygin còn có các chuyên viên tên lửa. Vào ngày 10 tháng 2 năm 1965, Liên Xô và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký hiệp ước hỗ trợ kinh tế và quân sự Việt-Xô.
Từ đây, sự giúp đỡ quân sự của Liên Xô cho miền Bắc ngày càng tăng. Đây cũng là thời kỳ quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu được hiện đại hóa mạnh mẽ, trang bị lại với vũ khí mới, kể cả các vũ khí hạng nặng, các binh chủng kỹ thuật ra đời để đáp ứng chiến tranh hiện đại, không quân radar, tên lửa phòng không. Quân đội nhân dân Việt Nam sau đó còn liên tiếp tiến hành các cuộc tập trận lớn với giả định đánh quân đổ bộ đường không và chống xe tăng Mỹ. Về phía Trung Quốc thì từ mùa hè năm 1962, Trung Quốc cũng đã gửi cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa súng đạn đủ để trang bị cho 200 tiểu đoàn. Trung Quốc cũng đồng ý gửi tình nguyện quân vào miền Bắc Việt Nam nếu quân Mỹ vượt qua vĩ tuyến 17. Tính từ năm 1956 đến năm 1963, Trung Quốc đã chuyển cho miền Bắc số lượng vũ khí trị giá khoảng 320 triệu nhân dân tệ. Và vào tháng 12 năm 1964, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức đến thăm Hà Nội và ký hiệp ước hữu nghị hợp tác quân sự Việt-Trung. Có thể thấy, ngay khi biết tin Mỹ trực tiếp tham chiến, hỗ trợ cho chiến tranh đến từ các anh cả khối xã hội chủ nghĩa đã bắt đầu tăng lên một cách đáng kể. Theo các nhà chính trị thời đó, thì động lực để các siêu cường cộng sản làm điều này, tức là quyết tâm viện trợ giúp nước ta chiến đấu chống Mỹ, chính là vì họ thấy được đây là cơ hội rất tốt để làm Mỹ sa lầy tại Việt Nam. Nó giúp các cường quốc này có thời gian vươn lên giành vị thế đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, về phía mình, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không chấp nhận mọi sự can thiệp của Liên Xô lẫn Trung Quốc vào đường lối chiến lược của mình. Theo đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ tự điều khiển cuộc chiến, tự quyết định đường lối của mình, khi nào đánh, khi nào đàm phán. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhận vũ khí do các đồng minh viện trợ, nhưng sẽ tự chiến đấu bằng đường lối và nhân lực của đất nước mình. Thái độ của Hà Nội khiến Moscow lẫn Bắc Kinh đều rất không vui. Nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khi quân đội Mỹ và các đồng minh đã bắt đầu leo thang cuộc chiến tại Việt Nam. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, Mỹ chính thức đổ quân viễn chinh lên Đà Nẵng. Phía Mỹ đã không thông báo cho Việt Nam, Cộng Hòa về thời gian và địa điểm đổ quân. Mặc dù bản tin của Bộ Quốc phòng Mỹ hai ngày trước tuyên bố rằng Mỹ đổ quân vào miền Nam Việt Nam là theo yêu cầu của chính phủ Sài Gòn. Sáng 8 tháng 3, một sĩ quan Mỹ đến gặp Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa là Phan Huy Quát yêu cầu soạn thảo một thông cáo chung bằng hai thứ tiếng Anh-Việt để thông báo rộng rãi. Lúc đó, ông Quát mới biết quân Mỹ đã đổ bộ vào Việt Nam. Theo báo Đà Nẵng, điều này cho thấy Mỹ rất coi thường và không tin tưởng chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Khi biết tin thì quân Mỹ đã đổ bộ rồi. Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa khi đó phải hợp thức hóa việc này bằng cách gọi Tổng trưởng Phủ Thủ tướng là Bùi Diễm cùng với một viên chức Mỹ là Melvin Manful soạn ngay thông cáo chào mừng quân Mỹ. Trong những tháng sau đó, Mỹ đổ bộ hàng chục vạn quân, lính Mỹ hiện diện ở khắp miền Nam. Những ngày đầu, Việt Nam Cộng Hòa rất hoan nghênh việc quân đội Mỹ đổ bộ vào miền Nam Việt Nam vì điều này đã phần nào đẩy lui quân giải phóng và mở ra một hy vọng chiến thắng. Nhưng đồng thời, từ đó, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng mất dần quyền quyết định và luôn phải tham khảo ý kiến của Mỹ trước khi muốn thực hiện bất kỳ điều gì. Một tướng Mỹ nhận xét rằng Việt Nam Cộng Hòa chỉ là công cụ thực hiện việc phê chuẩn, nếu không phải là thường bị loại ra khỏi sự chỉ đạo của Mỹ. Việt Nam Cộng Hòa hiếm khi đưa ra chính sách lớn, họ thậm chí còn không được tham khảo ý kiến về quyết định của Mỹ năm 1965 đưa một lực lượng lớn quân và tham chiến trên bộ. Theo lời của ông Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ, thì Mỹ không hề hỏi ý kiến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước khi triển khai quân Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Sự có mặt của quân đội Mỹ tại miền Nam chưa được nội các hay nghị viện của Việt Nam Cộng Hòa phê chuẩn. Việc Mỹ tham chiến tiếp theo đây sẽ mở ra giai đoạn ác liệt nhất của chiến tranh Việt Nam, được gọi với cái tên chiến tranh cục bộ. Vậy về phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc này đã có sự chuẩn bị như thế nào dưới sự giúp đỡ từ khối chủ nghĩa xã hội? Quân đội đã tiến hành cải tổ ra sao? Liệu có đủ sức mạnh để phản kháng trước một siêu cường quân sự như Hoa Kỳ hay không? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem trong tập tiếp theo.